anh đưa bóng vào góc thứ hai của tuyển phía cầu môn của đội Yên Tâm. Và lúc này những pha bóng vừa rồi là vô tình làm khó cho cầu môn của đội bóng Yên Tâm. Như vậy là một cầu thủ của đội Yên Tâm bị đau và đề nghị các nhân viên y tế chúng ta sẽ cùng hỗ trợ cho chấn thương của cầu thủ này. Như vậy là phút thứ 25 của hiệp đấu đầu tiên thì cầu thủ số 9 Bạch Dương đã nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng Lào. Thế Đào Trung Ngọc vừa có một pha đá phạm lỗi vào chân của cầu thủ số 14 Xuân Giang của đội bóng Yên Tâm. Cầu thủ vừa có pha đánh đầu vừa rồi đó là cầu thủ Đỗ Minh. Nếu những pha đánh đầu vừa rồi thành bàn, chúng ta có thể liên tưởng ngay đến bàn thắng của Lê Công Vinh vào lưới từ tiền Thái Lan. Một pha đánh đầu ngược rất là tốt. Tiếp tục là một pha đá biên dài thẳng cho đội Yên Tâm. Một pha đá bóng lên an toàn của tiền đạo Xuân Ngọc. Hiệp một đã cùng bước sang những phút cuối cùng và tỷ số này là 2-1 với đội bóng Lào. Nói đến cái nào là chúng ta nói đến trung tâm của Nguyễn Định. Và đội bóng này gồm cầu thủ đã từng chơi bóng với nhau nhiều năm. Đó là Hiếu. Tiền vệ Bật Hiếu là một tiền vệ chơi năng động, kỹ thuật và có một giác quan kỹ thuật rất tốt. Anh đang công tác tại Việt Theo Anh Định.
duyên thì miếu của Bần Hiếu rất là thể lực. Hiện là cái trận đấu này thì các thủ Việt Nam đang dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thừa hòa sau khi tỷ số hòa vượt lên dần 2-1 ở phút thứ 25 với một pha đá phạt kỹ thuật của cầu thủ số 9 Bạch Dương. Nếu như bên phía đội bóng Việt Nam có cầu thủ số 14 Xuân Giang cùng sử một cái chân trái rất kỹ thuật thì bên phía đội bóng Quán Lào, cầu thủ số 9 Bạch Dương là một cầu thủ vừa gây nên một siêu phẩm rất lớn tại sân vận động Yên Định chúng ta trong buổi sáng hôm nay với một pha đá phạt cực kỳ đẳng cấp vào góc chữ A của thủ môn Yên Tâm. Trong bóng đá thế giới chúng ta đã chứng kiến rất nhiều những cầu thủ có thể chân trái rất kỹ thuật và điển hình chúng ta có thể nhắc đến tiền vệ David Silva của Man City, Adrien Robben của Bayern Munich và đặc biệt là tiền đạo Dybala của Juventus, những cầu thủ hàng đầu thế giới có những chân trái rất điêu luyện. Và ngày hôm nay chúng ta đã chứng kiến những cầu thủ đẳng cấp về cái chân trái của mình và điển hình như cầu thủ số 9 Bạch Dương bên phía đội bóng Quán Lào cũng như cầu thủ số 14 Xuân Giang của đội bóng Yên Tâm. Thế là cái trận đấu này thì các thủ Quán Lào cũng đang nắm giữ chiến đấu rất là cơ hội. Tiếp tục. Không vào. Rất nguy hiểm. Một pha lao đầu lao vào đánh đầu của tiền đạo số 11 Xuân Lộc. Hiệp một đang trôi về những phút cuối cùng và tỷ số này là 2-1 nhìn Quán Lào. Chúng ta đang cùng đón nhận những ngày đầu mùa thu năm 2017 và thời tiết là không mưa nhiều, cho nên ngày hôm nay mặt sân của sân vận động Yên Định chúng ta cũng rất tốt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
huấn luyện viên trưởng đội bóng Quán Hào Trường đang chỉ đạo cho các cầu thủ của mình thi đấu bình tĩnh. Như vậy là trọng tài chính Dương Văn Tuấn xác định có một pha đá phạt dành tặng cho đội Yên Tâm. Và có vẻ như pha bóng này lại là một pha bóng sở trường với bên trái của như vậy đứng bóng là thủ số 13 và cầu thủ số 7. Tuy nhiên tôi cảm nhận rằng cầu thủ Giang đã không đứng trước pha bóng này. Không được rồi. Tôi đã xác định không có lỗi cả tay của cầu thủ Quán Lào. Chưa bỏ lưng mà. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu giữa hai đội Quán Lào và Yên Tâm đã khép lại với tỷ số 2-1 như của đội Quán Lào. Hai bàn thắng của đội Quán Lào trong hiệp 1 được ghi bởi cầu thủ số 7 Nguyễn Mạnh Dũng và cầu thủ số 9 Bạch Dương và cầu thủ